Rồi, bước 1 thì chúng ta truy cập cái địa chỉ là dot.tk, tôi khoanh màu đỏ này các bạn này. Đấy, rồi chúng ta gõ một cái tên miền mà chúng ta mong muốn đăng ký vô đây. Tôi gõ vô là webgrouptuvan.tk. Đấy, đây là cái tên miền tôi mong muốn. Rồi tôi bấm check availability là xem cái tên miền này nó còn hay không. Ta để ý nha, có thể là cái tên miền này có người mua rồi, mà tôi hy vọng là nó sẽ còn. Rồi chúng ta chờ một tí để chỉ chuyển tôi kêu nhà đó. Ra cái giao diện như này là vẫn còn. Đó, chúng ta đến ghi là free là miễn phí, cộng đồng. Selected là chọn rồi. Còn nếu mà nó ra cái dòng màu đỏ đó, nó báo là đã trùng hoặc là đã ai lấy rồi, các bạn kiểm tra một cái tên khác. Rồi chúng ta bấm check out. Đấy, check out là tiếp tục qua cái bước tiếp theo là bước thanh toán đấy ạ. Rồi, không đồng nhưng mà phải thanh toán. Rồi, lưu ý chúng ta chọn ở đây là 1 năm. Đó, nó cho chúng ta là miễn phí đăng ký tên miền là 12 tháng là 1 năm đó. Rồi, ở đây thì có hai mục, ta chọn cái mục đó là UDNS, ta lưu ý. Rồi, đến đây thì cái IP address, đó, chúng ta lưu ý là cái IP address ở đằng sau đó, chúng ta gõ vô là IP đại nào cũng được. Ở đây là tôi gõ IP của Google, 8.8.8.8, còn IP của cái hosting web, đó, tôi sẽ điền sau. Đấy, chúng ta lưu ý. Rồi, chúng ta đã lỡ chọn nó không để chống được, thì ta điền vô là 8.8.8.8. IP Google thôi. Đấy. Rồi, ok. Điền cho có chúng ta sửa lại được không sao. Bấm continue để qua cái bước tiếp theo. Đấy. Rồi, đây chúng ta chờ chương trình một chút xíu. Đấy, chúng ta lưu đã nó đưa chúng ta qua bước tiếp theo lại không đồng. Rồi, ở đây thì có tài khoản đăng nhập vào còn tôi chưa có, tôi làm mới từ đầu luôn. Thì tôi nhập một cái địa chỉ email mới vào cái chỗ này. Đấy, chúng ta lưu ý nhập cái địa chỉ email mới, bây giờ tôi mở địa chỉ email lên trước. Các bạn cũng vậy ha, chúng ta sẽ mở cái địa chỉ email mà chúng ta chưa đăng ký cái dịch vụ .tk. Rồi ở đây thì tôi dùng một cái tài khoản Gmail mới luôn. Gmail mới mà tôi mới thành lập đây. Đấy, thinhphamprotrader@gmail.com. Chúng ta lưu ý, đây là cái email tôi mới lập thôi. Rồi, bấm verify my email. Có nghĩa là gì? Chương trình nó sẽ gửi một cái đường link kích hoạt vào trong email đó cho mình. Đây, đã thông báo này, gửi một cái đường link vào trong email đó. Và đó là lý do tại sao tôi mở email lên trước là vì lý do đó. Đấy, chúng ta chờ một chút xíu, nó sẽ có một cái email xác nhận. Đấy, đó, đây, chúng ta thấy này. Đó, email verify cái dần email xác nhận đó. Tôi copy cái đường link này, bấm vào trực tiếp cũng được ha. Tôi làm hơi màu mè tí, để cho chung cái trình duyệt á. Bên này cốc cốc, bên Google Chrome này. Đó, rồi, copy xong tôi dán vào, tôi bấm phím Enter. Chúng ta lưu ý ha, copy batch á, dán vào bấm phím Enter. Rồi. Thì sao? Thì coi như đó là cái động tác tôi kích chuột vào cái đường link để xác nhận. Ở đây tôi copy đường link ra một cái cửa sổ khác cũng vậy thôi. Giờ bây giờ qua bước tiếp theo là khai báo cái thông tin cá nhân, khai báo thông tin chi tiết. Chúng ta lưu ý. Đây, first name, last name chúng ta điền vào này. Công ty chúng ta điền vào này. Địa chỉ chúng ta điền vào này. Thì đây điền vào càng chi tiết càng tốt thôi. Rồi, ok. Tôi đang làm cái dịch vụ cho bên protrader.com.vn để tôi lấy địa chỉ của họ luôn. Đó, đây. Copy cái chỗ này và tôi dán vào luôn. Đấy. Còn nếu không chúng ta điền đại một địa chỉ email nào đó. Đó. Không cần phải chính xác các bạn nhé. Không cần phải chính xác. Đây, Hồ Chí Minh đây. Rồi, country là đất nước. Tôi chọn là Việt Nam. Rồi, cái mã gì? Phone này, điện thoại là chúng ta điền đại. Điền đại một cái email nào đó. Chúng ta lý cũng chả cần phải điền chính xác đâu. Nó đâu có bắt xác minh đâu. Đấy, chúng ta lưu ý. Rồi, nhưng có là được rồi. Đó. Đúng cấu trúc nha các bạn nha. Rồi ok. Mật khẩu này chúng ta lưu ý chúng ta nhập đúng cái mật khẩu. Hai lần trùng nhau để chi? Để chúng ta đăng nhập vào cái .tk nữa chứ. Đúng nào. Rồi đồng ý các cái điều khoản này. Rồi và bấm hoàn tất cái order. Hoàn tất cái đơn đặt hàng. Đấy chúng ta thấy là gì? Các cái bước ở đây nó rất là cơ bản thôi. Đấy đây thông báo là xong rồi này. Đấy order confirm là xong rồi này. Rồi để đây chúng ta lưu ý đã nó ra được cái mã đơn hàng này. Giờ chúng ta bấm vào cái mục này để qua bước tiếp theo. Đấy, bây giờ đăng nhập vào này. Đương nhiên email như hồi nãy tôi đã đăng nhập đó là Thịnh Phạm Protrader. Để tôi copy cho nhanh, email nó dài quá, copy cho nó nhanh. Và mật khẩu ở cái bước trước đó, ở cái bước đăng ký trước mình nhập vào. Chúng ta lưu ý. Rồi, bấm login. Rồi, ở đây chờ một chút xíu. Đó, Hello Thịnh nó vào được bên trong rồi. Đó, chúng ta bấm vào Service này. Chúng ta bấm vào My Domain này. Để chi? Để nó vào được bên trong. Đó, cái domain chúng ta này, chúng ta thấy này, ngày hết hạn này. Đã đúng 1 năm, đúng không nào? Và đương nhiên là free. Chúng ta thấy active đang kết hoạt rồi. Manage domain chúng ta bấm vào đây để chúng ta thay đổi lại cái DNS hồi nãy. Chúng ta lưu ý. Đó, đây bấm vào cái mục DNS này này.
menitfreenom.net này. Đó, nó đưa vào chỗ này. Đó, chúng ta bấm vào đây, chúng ta sửa lại thôi. Rồi sau đó bấm save change đây, tạo đây net mới này. Đó, hoặc là xóa đi chỗ này. Đấy, chúng ta thấy là hồi nãy tôi điền 888 là điền đó, cho nó qua bước tiếp theo thôi. Còn đây chúng ta sửa lại thoải mái. Giờ đây tôi vào hosting này. Tôi vào hosting các bạn xem nhá. Đó, đây hosting tôi sử dụng StableHost. Rồi bấm My Service này. Rồi ok, đấy truy cập bước hosting. Đấy, để tôi vào Sibanel. Đây, đó các bạn thấy Sibanel này. Ok. Vào được Sibanel để làm gì? Để tôi lấy được IP của cái hosting. Mặc dù là IP share nhưng mà nó vẫn phải có đúng không ạ? Đây các bạn đấy này, bấm server information, bấm chỗ này này. Đó, còn nếu các bạn không dành thì bạn nhờ kỹ thuật hỗ trợ. Đó, chúng ta tạo cái ticket hỏi. Đó, copy cái chỗ dòng này, share IP address này. Đó, cái chỗ dòng mà tôi đang highlight lên đó, chúng ta copy lại thôi. Copy lại và đương nhiên là chúng ta sẽ dán vô trong cái .tk đó, chúng ta đấy ha, dán vào .tk. Rồi, cho nên đó là đây, chỗ này này. Đấy, các bạn lưu ý cái chỗ nha. Còn không là nó nhiều mục lắm, chúng ta không để ý đây, dán vào đây. Còn chuồn V vào thôi. Đó, tôi xin phép che đi, bởi vì đây nó hơi bảo mật thông tin một tí. Đó, dán hai dòng trên dư giống nhau, bấm Save Change thôi. Hai dòng trên dư giống nhau nha. Cái IP đó là IP hot share của hosting. Chúng ta lưu ý. Đó, rồi, nó thông báo thành công mới được, chúng ta chờ thôi. Đó, rồi đó, success là thành công rồi đó các bạn. Rồi, đến bây giờ tiếp tục nha. Bước tiếp theo này, đó vô phần domain của Sibanel Hosting này. Chúng ta lưu ý này, vô mục domain. Đó, do đó là chúng ta bấm vô add on domain. Đúng chỗ bạn nha, khai báo cái domain mới. À, cái host stable host này thì nó không có giới hạn domain, bao nhiêu domain được cũng được. Đó, tôi copy dán vào rồi đó. Đó, mọi thứ của tôi còn lại tôi để mặc định nha, đúng cái domain tôi sub domain đồ mặc định. Rồi mình muốn là gì, là truy cập bằng FTP là từ cái Fazila để up dữ liệu lên, mình chọn vào đây. Chúng ta lưu ý nha, đó, tạo tài khoản đây. Rồi tôi để tài khoản mặc định của chương trình đã sản sinh ra luôn. Đấy, ở đây lưu ý nha, là mình tạo cái tài khoản FPT luôn, à FTP luôn, để ngày mai mình truy cập vào bằng FileZilla đó, chúng ta lưu ý nha. Đó, nếu muốn, còn nếu không thì không cần phải chọn cái mục chỗ đó. Rồi, đến đây điền vào này, chỗ này để mặc định, cái này để mặc định này. Rồi, ok, chỗ này là điền vào này. Rồi, chỗ này tích vào chỗ này. Đấy, chúng ta thấy là add domain. Còn nếu chúng ta không cần thì chúng ta bấm một create an FTP account, không tích vào chỗ đó thì không có tạo tài khoản FTP. Đấy, ha, tôi tiện tay thì tôi làm luôn. Ngày mai nếu mà cần truy cập vào cái host để bằng cái cách Fazila đó thì sao? Thì tôi có cái công cụ để phòng hở. Đấy, nó báo là đã đưa vào một cái add-on domain xong và đã tạo một cái tài khoản FTP xong. Chúng ta lưu ý đó, cái tên tài khoản chúng ta như vậy đó. Và cái mật khẩu tự nó sản sinh ra, chúng ta lưu ý. Rồi, ok, đến đây là xong cái bước là gì, tạo cái add on domain. Đây mình chả kiểm tra này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đó, có thẳng cái tên miền vào đó, nó ra cái giao diện này là ok. Chúng ta lưu ý nha, chúng ta đã đổi lại cái IP về hot share này, chúng ta đã tạo cái add on domain thì sao, thì chúng ta truy cập nó phải ra như này mới được. Đấy, chúng ta lưu ý, chứ còn truy cập như vậy chưa được là chưa xong đâu, nó chưa nhận đâu, chưa cập nhật DNS, chúng ta phải chờ. Rồi ok, đến đây chúng ta vô file manager này. Vô file manager để chi, để tìm đến đúng cái chỗ mà cái suộc á, cái suộc cái thư mục đó. Đây, đó, web group tư vấn này, đây nó này, đó CGL bin này, thư mục mặc định này, bấm delete đi, xóa đi. Rồi xong. Đấy, như vậy là xong bước tiếp theo rồi. Rồi bây giờ cách một này, cách một chúng ta xem nhá, là cái suộc web chúng ta ở dạng đầy đủ. Rồi chúng ta mau phải này, chúng ta sẽ kiểm tra cái dung lượng của nó này. Đó, dung lượng này khá lớn hơn 100 MB đó. Bây giờ tôi giải nén ra. Tôi giải nén ra. Ok, rồi đó, nó ra thêm hai cái file nén nữa. Hai cái file nén nữa thì bây giờ ở trên ấy, chúng ta lưu ý là cái file hơn 100 MB là file suộc đó. Rồi tôi đặt tên là suộc này. Ta lưu ý này, đó, đặt tên là suộc dịch vụ số. Rồi cập bỏ vô. Rồi bây giờ giải nén cái chỗ này ra. Đó, hơn 100 MB nhá, cái file hơn 100 MB đó. Rồi, ok, đây là giải nén, ta chờ tí. Ok, xong. Đấy, rồi sau khi đó thì cái file này xóa đi, file này dư rồi xóa đi. Rồi chúng ta để ý cái cấu trúc này, chúng ta nhìn vào cấu trúc đầy đủ đúng không nào, với cái bề admin content rồi với cái bề include rồi index ấy. Như vậy là full bộ suộc của cái website luôn rồi, chúng ta để ý nha. Đặc biệt có hai thứ mục rất là quan trọng là cần, với cái bề content với cả với cái bề include chúng ta thấy đó. Rồi chúng ta kiểm tra cái file config này, đó, với cái bề config này, cái file đây là cái file cấu hình của hệ thống đó. Chúng ta lưu ý chúng ta kiểm tra bài notepad này.
Đó, tôi dùng Notepad cộng cộng nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý Notepad cộng cộng. Rồi, chưa có, chúng ta đang về. Đây, chúng ta xem này. Đó, đây, chúng ta thấy chưa? Đấy, database này. Database nó khai báo hết trơn rồi này, chúng ta thấy này. Đó, database name này, database user này, database password này. Nó khai báo hết trơn rồi. Đó, đương nhiên chúng ta để như này, chúng ta sửa lại theo ý chúng ta tùy. Đấy, chúng ta lưu ý. Như vậy rõ ràng đây là bộ số full, full website mà đã có hình rồi. Đúng nào? Giờ bây giờ tôi vô cPanel của hosting này. Bắt đầu tôi cấu hình các bạn xem nhé. Tôi vô cPanel. Rồi chắc chắn tôi tìm đến mục database. Đấy. Đó, database này, MySQL này. MySQL database. Giờ bây giờ gõ tên. Có cái tên gì đó mà chúng ta mong muốn nhé. Đó, tùy cái tên gì đó. Đây, database name này. Chúng ta lưu ý này. Đây là database name. Chúng ta copy hết cái chỗ này này. Trừ cái dấu ngoặc kép lại nha. Rồi dán nó vô đây. Đó, dán nó đúng cái chỗ này nha, trừ cái dấu nháy đơn. Đấy, chúng ta lưu ý. Rồi, ok, database name xong. Bây giờ tiếp tục là tôi sẽ qua database user. Đây, user này, add một cái user mới này. Đấy, ok, mật khẩu này, chọn mật khẩu mặc định này. Rồi, copy mật khẩu này. Chúng ta lưu ý, đó, dán vô đúng cái dòng là database mật khẩu đó, database bắt cuộc đó. Ta lưu ý, rồi chọn I have copy, copy xong rồi. Rồi bấm create user, là bắt đầu tạo cái user. Database user đúng không? Đấy, ok. Đây là database user này. Đúng vào dòng database user. Đấy, chúng ta lưu ý đó. Dòng nào thì phải tương ứng đúng cái dòng đó. Rồi lưu lại này, đó, tôi bấm vào cái ổ đĩa để lưu rồi đó. Lưu xong rồi đó, lưu cái file mà VKB config đó. Rồi, ok, bây giờ phải nhập cái database vô cái user mới được đấy. Đấy, add cái user vô database, add, bấm add. Rồi chọn hết các quyền này. Chọn hết. Đấy, chúng ta nhớ cái bước này nha, không có bước này là không được đâu. Make change. Đó, nó báo nhập thành công rồi đó. Như vậy là đưa cái user đó là full quyền lên cái database đó. Chúng ta lưu ý. Rồi, xong cái bước tạo database. Được nha. Rồi, vô PHP MyAdmin luôn. Rồi, vô PHP MyAdmin để ta nhập cái database mà người ta đã share về cho mình. Đó, lưu này, tôi bấm lưu vào này. Ta lưu ý, đây tôi đang dùng Notepad cộng cộng. Ta lưu ý nha. Đó, dùng Notepad thì cái giao diện nó xấu hơn, tôi dùng Notepad cộng cộng đây. Đấy, cái này là free, chúng ta gõ Google Notepad cộng cộng, ta đào về và cài vào. Rồi, ok, đây, cơ sở dữ liệu này mới này. Mới đương nhiên là trống, nó đâu có gì đâu, đúng không? Trống không mà. Rồi, và chúng ta bấm nhập này. Import á. Thì sao, người ta share luôn cái file cơ sở dữ liệu rồi mà. Đó, rất là hay và đặc sắc cái chỗ đó. Đây cái file này, cái file mà có mấy mê này, chúng ta nên giải nén ra này. Đó, nó đó, .sql này, chúng ta .sql đó. Rồi chúng ta bấm nhập import nó vào, rất là dễ đúng không nào. Rồi tìm đến cái file .sql nha, cái đuôi của nó là .sql, chúng ta đây đã bấm open. Rồi mọi cái thông số là chúng ta để dấu tích mặc định. Rồi bấm thực hiện. Đấy, bấm thực hiện. Ok, để chi để nó nhập cái database có sẵn vào cái database chúng ta mới tạo ở trên hòn. Đấy, báo xong rồi đó, cái nhập xong rồi. Đấy, chúng ta thấy này, database nó tạo ra quá trời này, các cái table, các cái record quá trời này. Giờ chúng ta vô phần user, chúng ta lưu ý nhá, bấm sửa này, user mà sau khi web chúng ta đăng nhập á, đúng không? Và web phải có đăng tài khoản đăng nhập và sẽ để admin ở trên là user dưới bát, và nhớ chọn chỗ này là md5, chúng ta lưu ý nhá, chọn md5. Rồi tiện thể sửa email luôn, mình chuyển thành email của mình luôn. Đấy, rất nhiều dòng nhưng mà các bạn lưu ý tôi chỉ can thiệp vào một vài dòng thôi, bấm thực hiện. Rồi, đó là cái động tác thứ nhất. Động tác thứ hai là qua cái phần option. VKB option chúng ta lưu ý nha, sửa hai dòng đầu. Đấy, cái dòng đầu tiên này này. Cái dòng đầu tiên đó là sai URL chúng ta thấy đó. Đó, chúng ta lưu ý nha. Rồi bây giờ làm sao chúng ta biết là cái nào, chúng ta gõ cái tên website chúng ta vào. Đó, nó ra này, chúng ta copy hết cái đường dẫn luôn. Rồi, dán vào. Đấy, bấm sửa chỗ này này. Rồi ok, để là dán vào đó, sai URL nhá, chúng ta lưu ý. Đấy, rồi bấm thực hiện. Rồi tương tự cái ở dưới thôi, cái mục kế ở dưới đó. Đó, bấm sửa chỗ này, dòng số 2 đó các bạn. Rồi dán vào đây. Đó, rồi bấm thực hiện. Rồi ok. Rồi email cũng đã thích, chúng ta sửa. Còn nếu không thì chúng ta vô bên trong chúng ta sửa cũng được, sửa ở đây luôn. Rồi nguyễntrọngtiến@gmail.com là cái địa chỉ email của tôi. Các bạn có thể tương tác với tôi qua email này, bấm thực hiện. Rồi, đấy. Rồi, các cái block name nay mai chúng ta sửa xong. Ok, xong rồi đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ up cái bộ suộc lên bằng File Manager.
Đấy, rồi vô đúng đường dẫn nhá, vô đúng cái này webroomtuvan.tk này. Rồi bây giờ vô cái bộ suộc. Đây, bộ suộc hồi nãy giải nén cho hơn nhà mê này. Mà chọn hết này, mau phải này zip nó lại. Đó, up lên phải zip nó lại chứ. Đó, chuyển phải zip nha các bạn nha. Phải ra đâu giải nén được đâu, phải zip mới được. Rồi thì tôi nhắc lại các bạn đấy, đây là bộ suộc là đầy đủ full hết rồi. Cấu đúng cấu trúc buộc vét rồi. Đây, số nó này. Đó, hơn 100 mê các bạn đấy đấy, 131 mê đấy. 131 mê. Đó, đây tôi khoanh màu đỏ các bạn thấy này. Rồi. Ok, chúng ta lưu ý bộ suộc rất là lớn. Tại vì sao? Nó có bài viết mà, nó có hình ảnh mà. Rồi, cho upload đây. Rồi, upload nó lên. Thì chúng ta lưu ý cái hosting của chúng ta là gì? Có một vài hosting nó giới hạn cái kích thước file upload. Hot này của tôi thì sao? Nó không có giới hạn kích thước file upload. Do đó cái file hơn 100 MB tôi up được. Chúng ta lưu ý, cho nên nếu mà cái host ta giới hạn cái kích thước file upload thì chúng ta bắt buộc phải upload bằng file Zilla mà cái bước trước chúng ta đã tạo tài khoản rồi đó. Chúng ta lưu ý. Rồi bây giờ để ngồi chờ. Rồi xong. Báo cái dòng màu xanh lá là xong rồi. Đấy, chúng ta lưu ý nha, cái host đây không có giới hạn. Chứ còn cái host mà bị giới hạn là không up bằng kiểu này cũng đâu. Rồi giải nén này. Giải nén. Đó, up được file zip thì đương nhiên là hosting nó hỗ trợ giải nén được. Rồi ok, nó thông báo là giải nén xong rồi. Rồi cái file suộc thì file nén đó, xóa nó đi. Đấy, xóa nó đi. Ok, xong. Đấy, ta lưu ý nha. Rồi bây giờ truy cập vào. Truy cập vào cái web được rồi đó các bạn. Đấy, truy cập vào web đương nhiên là được rồi. Đấy, ta thấy rất là nhanh nghe nào. Một phát là vô được luôn. Đầy đủ full giao diện các bài viết vân vân. Rồi đấy, bấm vào bài viết này. Đấy, chúng ta thấy đây có sẵn bài viết đây này. Nên tại sao cái bộ suộc của ta kích thước nó lớn là vì lý do đó. Đấy, bấm vào menu đây, giờ quay về. Rồi truy cập vào bên trong là xiệt VKB admin hoặc là VKB xiệt ngang login.php đó. Đấy, admin. Cái mà này chúng ta sửa trong cơ sở dữ liệu đó, mà nó chọn hàm MD5 đó, đó đó. Rồi, đăng nhập vào. Rồi, đăng nhập vào cái giao diện backend ở bên trong. Đấy, chúng ta thấy này. Đây, nó báo này, phiên bản mới này, cuộc phiên bản mới là cập nhật bình thường thôi. Đó, 5.2.2. Tại thời điểm này là ngày 3/8/2019. Đấy, cho cập nhật luôn. Chả gì phải ngại cả, đúng không? Cho cập nhật mới luôn. Web cuộc red thì phải luôn luôn cập nhật mới để luôn luôn vã lối bảo mật. Ta lưu ý đừng có để bản cập nhật cũ. Cái thứ hai nữa, kết hợp với sử dụng tường lửa nữa. Tôi đã sử dụng hai cái tường lửa rất là hay là iTheme với cả Warfen rất là hay. Rồi, ta sử dụng một trong hai tường lửa đó. Đấy, đã thông báo cập nhật thành công rồi này. Đấy, 5.2.2. Đấy, rồi, ok. Không biết sao thời điểm này có phiên bản 6.0 không ra. Đấy, web chúng ta chạy rất là ngon lành. Xong rồi đấy, các bạn thấy đó. Rồi, còn cách 2 nhá. Cách 2 bây giờ cái bộ suộc người ta share thì đương nhiên nó không có full như vậy. Chúng ta lưu ý đây. Cái hạt điều này, đây, tôi giải đến đây này, các bạn xem nhá. Giờ đây, phải SQL này. Đó, đương nhiên cái còn lại là cái bộ suộc. Và cái bộ suộc lần này nó khác bộ suộc hồi này, các bạn để ý nha. Giờ đó cái thao tác, cái trình tự làm chúng ta khác, tôi giải nén ra này. Đó, mình thấy này, plus in này, rồi theme này. Đó, chúng ta thấy không? À, nó sẽ khác nhiều, rồi len git này. Nó khác, còn cấu trúc thư mục nó khác hồi nãy là với cái b admin đúng không? Rồi cái gì đó, include đúng không? Content đó. Còn bây giờ nó khác này. Đó, chúng ta thấy nó ít hơn đúng không? Ít hơn nhiều. Và nó khác cái cấu trúc thư mục hồi nãy. Rồi đầu tiên chúng ta lên workred.org để chúng ta đào cái file workred về. Đấy, còn hồi nãy chúng ta đâu có làm bước này đâu. Chúng ta lưu ý nha, cách 1 không làm bước này. Rồi, đào cái file workred về. Phải thuần workred về. Đây, tôi để một thư mục riêng các bạn xem này. Đấy, tôi để vào đây. Rồi, để một thư mục riêng nhá, không để chung hồi nãy. Ta lưu ý, không có để chung cái suộc hồi nãy đó. Rồi, tôi vô bộ suộc hồi giải nén hồi nãy này, copy hết này. Đấy, copy hết. Rồi, chúng ta lưu ý nha, copy hết. Để chi? Đó, để copy, để dán vô cái bộ suộc mà chúng ta hồi nãy mới đào về. Đây, buộc red này. Rồi, đào về dư đúng không? Đào về dư thì sao? Xóa bớt nó đi. Ok, giải nén nó ra. Đấy, 5.2.2 đó. Rồi, bắt đầu này, chúng ta vô đúng cái đường dẫn này. Là vô cái, đây, chỗ này này. Đấy, VKB content. Để chi? Để dán cái suộc mà đào về đó. Dán vào. Đấy, ta lưu ý nha, cái thao tác làm nơi khác đấy, khác cái một đấy. Rồi dán vào thì sao? Thì đương nhiên là nó sẽ hỏi đẻ không, cho đẻ luôn, reply luôn. Đấy, rồi ok, thế thôi, xong. Rồi thì sao lại nén nó lại? Được nha. Rồi đến cái chỗ này thì chúng ta lại chọn hết, Ctrl A và nén nó lại. Khác cái cách làm số 1 hồi nãy, chúng ta lưu ý nha.
bởi vì bộ suộc bây giờ khác bộ suộc hồi nãy. Rồi, ok. Đấy, chúng ta thấy cái kích thước nó cũng khác đấy, chúng ta thấy. Rồi, tôi nén nó lại này, đương nhiên vẫn là phải zip. Rồi, và bấm ok. Và ngồi chờ tí để cho nó nén lại. Đưa lên hot thì đương nhiên là phải zip rồi. Đấy, rồi, ok. Những cái còn lại thì hơi thừa, tôi xóa đi. Để lại cái file nén thôi, cái file zip thôi. Ok, đây, nó đây. Đấy, rất tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi lại vô trên hosting và nhớ là dùng file name manager đúng đường dẫn. Chúng ta lưu ý và nhớ host của tôi không giới hạn kích thước file up lên. Còn host các bạn giới hạn kích thước file up lên thì chúng ta lưu ý dùng file gì lại. Ok, đây tôi vô đúng cái chỗ này. Bookred hồi nãy. Đây, đó, vô đây. Rồi, ok, bấm open và đưa nó lên. Tôi nhắc lại là hosting của tôi không giới hạn cái kích thước cái file upload này lên thì tôi up được kiểu này được. Rồi, ok, màu xanh lá là xong rồi. Nó thông báo hoàn tất này. Ok, rồi giải nén nó ra. Giải nén nó ra. Đấy, rồi, để mặc định giải nén nó ra. Và nhớ sau khi giải nén thì cái file workred.zip nó dư, chúng ta phải xóa nó đi. Chúng ta phải xóa nó đi. Đấy, rồi, ok. Xong. Cái công đoạn là upload cái bộ suộc lên. Rồi chúng ta truy cập vào. Đấy, truy cập vào đường dẫn bây giờ nó ra không cài đặt này. Nó khác hồi nãy chúng ta hồi nãy truy cập vào nó ra website luôn đúng không? Đấy, khác nhiều. Rồi, ok. Bây giờ tạo này, cơ sở dữ liệu này. Database name, database host này. Đấy, các bạn thấy là các bước làm, trình tự làm nó khác hồi nãy đấy. Rồi, thì sao? Tạo cơ sở dữ liệu thì đương nhiên là chúng ta phải tạo rồi. Đúng không? Đến đây là cái bước này là cái bước mà rất là quen thuộc đối với các anh em mà cài WordPress này. Đấy, chúng ta lưu ý cái chỗ này là up cái suộc WordPress lên trước và chúng ta tạo cái cơ sở dữ liệu sau. Chúng ta lưu ý nha. Rồi bây giờ tạo cơ sở dữ liệu thì rất là quen thuộc và dễ rồi, tôi sẽ làm nhanh cái chỗ này. Đây, vẫn vô MySQL database. Rồi, tạo cái cơ sở dữ liệu. Rồi. Tạo ra. Đây, đây là database name, chúng ta lưu ý. Database name. Rồi, ok, let's go chỗ này, dán database name vô. Rồi. Ok. Chúng ta thấy không, các bước làm và cái giao diện làm khác hồi nãy không? Tạo ra một cái user. Tạo ra một cái user, đó là user, database user. Password mặc định. Password mặc định. Rồi, tôi đã copy, dán vào trong phần mật khẩu. Rồi, username. Đó, database username thì sao? Thì đương nhiên chúng ta sẽ lấy mục database username chỗ này. Đấy. Rồi, dán vào đây. Rồi, và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nhập nó vào. Đó, add user to database. Thiếu cái bước này không được nha. Tôi gọi là bước nhập user vào database đấy. Đó, rồi chọn hết tất cả các quyền. Chúng ta lưu ý chọn hết tất cả các quyền luôn. Rồi, đã nhập thành công. Bấm go back. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục cái bước là bước nhập database. Tại vì database đó là database tạo ở trên hot database chống mà. Thì sao? Chúng ta sẽ nhập cái import cái database vào. Đây. Đấy, chống này chúng ta thấy là bấm vào đâu có gì đâu. Đó nè, chúng ta bấm chữ nhập vào đây này. Đấy, và chọn cái file database mà người ta đã share. Chúng ta thấy, đó, đây vô suộc này, hạt điều này. Cái file SQL đó, đó, cái đuôi mà chấm SQL chúng ta thấy đó. Được không nào? Rồi, ok. Bấm thực hiện. Mọi thứ là để mặc định nha. Những cái check, những cái tích để mặc định. Rồi bấm nhập vào thì sao? Thì chúng ta lưu ý này, các cái table, các cái record nó tạo ra đó, chúng ta lưu ý, đó, nó báo lỗi ở chỗ này này. Kệ nó, đâu gì đâu. Đấy, và nó có cái tên đằng trước là BZ, chúng ta để ý đó. Đó, tôi đang chớp con chuột đó là BZ. Thì ở đây chúng ta phải sửa lại cái này là BZ. Sửa lại BZ, chúng ta lưu ý chỗ này nha. Rồi, và trong SQL báo lỗi thì đương nhiên chúng ta vô sửa, sửa giống như này. Đầu tiên vô user này. Vô user trước, rồi chúng ta sửa là username admin chỗ này là admin luôn. À, bắt cuộc nha, và vẫn là MD5, mã hóa hàm MD5. Rồi email vẫn là sửa lại chỗ này thành email của chúng ta. Của tôi thì tôi để email của tôi luôn, nguyễntrọngthiên@gmail.com. Bấm thực hiện ở đây. Rồi vẫn như hồi nãy. Rồi bước thứ hai là option. Đó, cái chỗ mà BZ option đó. Rồi vẫn là sửa hai dòng đầu tiên. Sửa hai dòng đầu tiên là gì? Là địa chỉ website của chúng ta. Đấy, copy từ đây đến đây rồi này. Đó, dán ở mục này. Size URL đó, chúng ta thấy đã. Rồi dòng số 2 tương tự như vậy, tương tự y chang như vậy, dòng số 2 đó. Giờ dán vào đây là home đó, đúng không? Thực hiện. Đó, rồi, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra thì email hoặc ngoài ra là description gì đó chúng ta thích chúng ta sửa thì
Nếu mà làm biếng thì chúng ta sửa sau, vô trong giao diện backend sửa sau. Đấy, rồi bấm thực hiện. Rồi, bây giờ đến chỗ này bấm submit. Thì nó thông báo chúng ta xem này, đó, thông báo này, tốt rồi này. Đó, nó đã kết nối được cái cơ sở dữ liệu thành công rồi đó, chúng ta thấy đó. Cái website là đã kết nối rồi, thì bây giờ chúng ta là coi như cài xong rồi đó. Rồi, chúng ta chạy cái tên miền này. Chạy cái tên miền này chúng ta xem nhá, có nó vào được không nhá. Đấy. Đấy, vào được cái hạt điều rồi đấy. Đấy, chúng ta thấy đó. Ok, đầy đủ bài viết chúng ta thấy ha, đầy đủ bài viết. Ở cái video này tôi hướng dẫn cách cài đặt thôi, còn chỉnh sửa là sẽ tính sau. Rồi, vô giao diện bên trong. Rồi, vẫn là admin admin. Rồi, chúng ta xem nhá. Đấy, bấm đăng nhập bên trong mới vào được hay không. Cái chỗ mà chúng ta chọn cái MD5 hồi nãy đó. Rồi, ok. Đấy, vào. Đấy, cái đây này xong rồi. Đấy, bấm cập nhật. Đấy, các plugin này. Các plugin thì đương nhiên chúng ta cập nhật. Có bản quyền hay không có bản quyền, cái vụ đó tính sau. Rồi, đến đây là thành công rồi. Rồi, chúc các bạn thành công.